Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là cũng đầu năm rồi, chúc anh em có một năm mới thật là an khang, vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh em một mẫu đài đến từ thương hiệu Victor. Con này có cái model là DC5. Con này thì nó rất là gấu, hầm hố và cực kỳ nặng nha. Rồi bây giờ em sẽ đo cái kích thước của đài. Thì cái size ngang của con này là 73 nha. Size ngang 73. Và chiều cao của con này là 29 ha. Chiều cao 29 chưa tính cái quai sắt nha. Và chiều sâu của con này là 22. Đó, máy thì nặng phải là hơn 10 kg nha. Và con này thì nó sở hữu hai cái loa là loa thùng gỗ ha. Cái này thì mình có thể gỡ rời ra được, nó là dòng 3 cục. Và con này về thì còn quai sắt ha. Trên quai sắt thì nó có luôn cây anten ha. Anten nó nằm ở trên đây. Đấy. Và đa phần những cái dòng Victor DC5 này về nó bị thiếu mất cái quai này đi ha. Mất đi giá trị rất là nhiều. Và em này thì hàng về từ Nhật ha. Máy thì bên em đã dọn chạy cassette rất là tốt ha. Radio FM full tần số và dòng này bắt đài cực nét luôn. Và con này nó chơi được live in. Đấy. Và một điều em muốn nói trên con này nữa thì con này nó có tích hợp cái phần mâm than. Có tích hợp cái phần mâm than ở đây. Nhưng mà cái mâm than á thì nó vẫn còn chạy hết ha, nó vẫn còn quay, vẫn còn chạy, nhưng mà do kim nó bị cùng rồi cho nên là bên em không có dọn cái phần mâm than. Đấy, cho nên là con này em bán cái giá thanh lý để cho anh em có thể chơi được phần cassette radio live in, hoặc anh em về có thể dọn mâm than lại chơi ha. Giá em bán con này là 4.200.000 nha. Rồi anh em nào quan tâm thì xem hết video em sẽ test cái chức năng của đài. Rồi đầu tiên ở đây là nó vẫn sử dụng điện 100 ha, em đã gắm sẵn rồi. Ở đây mở nguồn thì ở trên đây nó sẽ có cái báo. Và anh em lưu ý giúp em ha, con này thì nó không có cái công tắc để mình chuyển ví dụ radio, cassette, lay in để than, nhưng mà nó tự nhận rất là hay ha. Rồi bây giờ em sẽ test phần cassette. Đây thì mình chỉ việc mình bỏ vào mình bấm play á thì nó sẽ tự nó nhận cassette nó chạy thôi. Đấy, thấy không, nó chuyển qua chữ tép nè. Em mở volume nè. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quên nhau vì chung hướng đời mình cho trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem hết trong vui, thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em. Cho đến hôm nay với những nợ nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau, còn đâu trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm. Nó đang chạy cassette ha. Thì lúc mình chuyển qua FM thì cái phần cassette nó tự nhảy nè, nó tự tắt luôn rồi. Đấy. Bây giờ bạn thật là buồn phiền. Trong một năm qua bạn có gặp rắc rối với nhiều mối quan hệ, vướng vào nhiều. Cái con này nó có một cái hay là cái anten nó sẽ nó nằm đi kèm cùng với cái quai sắt luôn nha. Cho nên là những cái dòng này mà mất quai sắt á thì sẽ không có cây anten đó, bởi vì nó mất cái quai sắt này là nó mất giá trị đi rất là nhiều. Nhưng mà thì một chiếc đài này thì anh em cứ tham khảo giúp em ha. Anh em bán giá nó cũng con này thì thực tế thì cái chất lượng cái giá
mua từ bên Nhật nó rất là đắt nha, nó không hề rẻ đâu. Đấy. Móc quay này thì giá nó cũng dao động khoảng cỡ 6 triệu nha, chứ không hề rẻ nha. Mà con máy của em do nó cái phần mâm than em không có dọn nha, em chỉ bán hai cái chức năng cassette, radio và line-in thôi, ba chức năng để cho anh em chơi thôi. Đây. Sửng cuộc sống đơn giản và tích cực hơn. 3. Học cách hài lòng và làm cho tinh thần của bạn hạnh phúc. Phố đông người, và xe nghe thật vui phố đông người. Để mình càng thêm cách xa nhau. Chúng tôi chuyển anh về trồng là loại hoa to ra thích. Như là anh đến tận công ty đón tôi về khi tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2021 thu nhập 50,18 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Văn Lý, chủ tịch ủy ban nhân dân. Đấy, khi mình chuyển qua LX thì tự động radio nó sẽ móc nha. Đây. Rồi phần LX thì em bao cho anh em là hoạt động tốt nha. Con này nghe nhạc cực kỳ hay, tại vì cái loa của nó là loa thùng gỗ ha, công suất cũng rất là lớn và con này nghe nhạc thì rất là hay. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu thêm một chút xíu vài cái chức năng ở trên đây. Thì đầu tiên ở trên đây nó có ba nút á, là mình chọn chế độ FM, AM và LX ha. Ở đây là cái dò đài. Ở đây là volume, còn cái phần này á, là của phần mic mình không sử dụng tới. Và ở dưới đây nó có một hàng nút nè. Thì con này á, nó chỉnh tông nhạc bằng hai cái nút. Ở đây là low nè, này 2 nè ha. Mình muốn nghe tiếng cao nhiều á, thì mình nhấn vào. À, mình nhấn vào, đây, hai cái đây. Thì cái đây là nó thay thế cho cái còn chỉnh tông. Nó gói gọn ở đây, chỉ cho mình hai cái nút thôi. Đó, và ở đây là mình chọn chế độ băng thôi, không có gì. Còn phần dưới là phần của mâm than. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ test cho anh em cái phần mâm than luôn nha. À, mâm than thì nó vẫn còn chạy tốt ha. Đấy. Khi mình lại bắt khi mình gỡ cái nắp này ra thì tự động đĩa nó trào ra. Thì ở đây nó có chế độ ha, hai chế độ băng, băng lớn, băng nhỏ đều có ở đây hết. Rồi, bây giờ mình chỉ việc mình bấm start là kim cái này nó chạy và kim nó đi ra ha. Nó chưa ra hết nha. Nó chưa ra hết nha nè. À đây. Kim nó đang đi ra nè. Đó, kim nó đang đi ra. Nó đi ra là tự nó xuống luôn. Nhưng mà mình không cho nó xuống. Đó, bấm cho nó lên lại cho nên nó xuống là nó kẹ xuống hư luôn. À, con này thì đầu kim vẫn còn nhưng mà nó bị cung rồi. Nó bị cung rồi. Đó, này nó quay tốt ha. Thì cái phần này thì anh em về có thể mình dọn cái phần than này lại mình chơi, thay một cái đầu kim khác vô. Đó, dọn lại. Rồi bây giờ mình cho nó đi vô nè. Cái này là đi vô ha, này nhấn giữ. Rồi kim nó đi vô nó đụng ở trong thì mâm than nó tự ngắt. Rồi. Ha. Nói chung là các chức năng của phần mâm than thì đều ok hết. Đó. Rồi bây giờ mình đẩy vào thôi, dọn lại ha, rất là đẹp. Thì cái con này với cái giá thành 4 triệu 2 thì nó rất xứng đáng để cho anh em chơi và trải nghiệm nha. Vì giá em là giá thanh lý thôi, con này nhập về đợt trước rồi, hôm nay cuối năm thì mới thanh lý nha. Máy rất là nặng luôn, to, cao, nặng, hơn chục ký nha. Và âm thanh con này thì tuyệt vời luôn. Còn các test, các set thì dọn rất là kỹ rồi, tua tới tua lùi tốt, tua. Top nè, tua. Đấy. Con này thì sử dụng điện 100V ha. Con này là của Nhật luôn. Rất là ok ha. Mặt dò đài trên đây rất là to ha. Sẽ đo lại để cho anh em dễ hình dung ha. 73 nha,
73, cực kỳ nặng luôn, hai loa rồi anh em có thể tháo ra được. Và cái con này thì nó sử dụng cái dây lo là cái dây lo giống kiểu dây dắt của châu Âu nè, nhưng mà con này vẫn còn dây zin nha, rất là ok. Rồi em xin nhắc lại là em thanh lý cái con này với giá là 4.200.000. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc các bạn Zalo, anh em mình làm việc trao đổi ở trên đó ha. Anh em lưu ý giúp em là bên em bán hàng không ship code nha, anh em cứ tham khảo, thấy uy tín, thấy có niềm tin thì chuyển khoản và em gửi hàng. Rồi em xin tạm dừng video ở đây, cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái clip nha.